Xin chào quý vị và các bạn. Đến thời điểm này thì khối không khí lạnh đã bao trùm khắp miền Bắc. Nằm trọn trong khối khí lạnh và khô nên thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã giảm mưa nhanh chóng. Có chăng chỉ còn một vài nơi thuộc phía Tây và vùng Nam đồng bằng của Bắc Bộ. Tuy nhiên, khi mà những cơn mưa báo hiệu gió mùa về tan đi thì cũng là lúc cái lạnh thật sự đã đến với miền Bắc. Lúc này thì nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc đã giảm khá sâu. Nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm nay tại khắp các tỉnh thành đều xuống dưới 20 độ, nhiều nơi chỉ đạt từ 15 cho đến 18 độ, trong khi vùng núi còn thấp hơn cả ngưỡng này. Ban ngày trời tạnh ráo nhưng vẫn có nhiều mây và nhiệt độ trên hầu khắp khu vực Bắc Bộ sẽ không có cơ hội tăng cao, đặc biệt tại các tỉnh phía Đông, trong đó có thủ đô Hà Nội, sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 18 đến 20 độ nên cảm giác rét sẽ kéo dài trong ngày. Cảm giác rét đã còn kéo dài trong những ngày tới, với nền nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ dự báo sẽ hạ xuống ngưỡng từ 14 cho đến 16 độ, vùng núi chỉ còn từ 10 cho đến 13 độ, những nơi có địa hình núi cao như là Sapa, Mẫu Sơn, Pha Đin hay Sìn Hồ còn có thể giảm xuống dưới 10 độ. Tuy nhiên, đây là cái rét khô, rét ngọt chứ không ẩm ướt, nên ngoài việc chú ý mặc trang phục giữ ấm, thì việc lưu thông của người dân sẽ không gặp quá nhiều trở ngại. Dù vậy thì bà con ở vùng núi cao cần đặc biệt lưu ý che chắn cho hoa màu và vật nuôi để tránh rét. Khí lạnh bao trùm khiến cho miền Bắc giảm mưa nhanh, nhưng trái lại nó lại gây mưa dông trên diện rộng cho khắp các tỉnh thành miền Trung trong ngày hôm nay. Dự báo suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa và kéo dài cho đến tận Phú Yên sẽ duy trì trạng thái thời tiết là nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Với trung tâm mưa lớn sẽ là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Cùng với mưa dông thì nền nhiệt Trung Bộ cũng giảm đi khá mạnh. Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh trời rét với nhiệt độ hầu khắp các nơi đều không vượt quá là 20 độ. Khu vực Trung Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi cũng chuyển lạnh với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ 23 cho đến 26 độ. Các tỉnh Nam Trung Bộ thì có nền nhiệt độ cao hơn một chút. Tiết trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 30 độ. Dự báo đợt mưa lớn lần này tại miền Trung sẽ kéo dài ít nhất cho đến những ngày cuối tháng, với vùng mưa lớn tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ. Do vậy mà người dân trong khu vực cần hết sức lưu ý, cảnh giác cao độ với khả năng ngập úng tại những vùng trũng thấp và sạt lở tại những nơi xung yếu do đất đã ngấm nước nhiều ngày. Nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong ngày hôm nay đó là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Với sự chi phối của đơn thuần đới gió Đông Bắc trên toàn vùng, sẽ có kiểu thời tiết là ngày nắng gián đoạn. Mưa rào chỉ xảy ra ở một vài nơi trong khoảng đêm nay tại phía Bắc của Tây Nguyên vào lúc chiều tối tại các tỉnh ven biển thuộc miền Tây của Nam Bộ. Và nền nhiệt phổ biến trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ tại Tây Nguyên và từ 33 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Nhìn chung là thời tiết trong ngày tương đối thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân các tỉnh thành phía Nam. Trên biển, gió Đông Bắc vẫn đang thịnh hành trên khắp các vùng biển ở phía Bắc lẫn phía Nam với cường độ mạnh dần, nơi có gió mạnh hơn cả được thể hiện bằng màu xanh lá cây trên bản đồ gió. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì gió tại vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa tiếp tục hoạt động mạnh với cường độ là cấp 6, cấp 7, giật cấp 7 gây biển động, sóng cao và bất lợi trong mọi hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Trong khi đó thì tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có cả huyện đảo Trường Sa, mặc dù gió Đông Bắc chỉ ở mức cấp 5 nhưng trời tiếp tục là có mưa rào và dông rải rác nên sẽ không thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Thưa quý vị, như vậy là hôm nay do không khí lạnh khống chế nên miền Bắc sẽ giảm mưa nhanh cùng với nền nhiệt giảm sâu, trong khi Trung Bộ bắt đầu một đợt mưa lớn có thể kéo dài trong những ngày tới. Trái lại, Tây Nguyên và Nam Bộ lại duy trì tiết trời nắng ráo và nhiệt cao. Bản tin thời tiết sáng nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Thank you.